Đánh cờ với vẹt. Thế nào ông bạn, chịu thua chưa? Hả? Sao ông có thể xoay chuyển được thế cờ trong tích tắc vậy chứ? Tôi đánh không lại ông rồi. Ông bạn quá khen rồi. Tôi cũng là nhờ ông bạn chỉ dạy nhiều mà. Này, lại đây mà xem. Hả? Mình có nhìn nhầm không? Là tiên đang đánh cờ sao? Thật không thể tin được. Có người tới. Ban nãy rõ ràng chúng ta đều nhìn thấy họ mà. Chả nhẽ họ biến mất rồi sao? Anh xem, ở đây có một bàn cờ. Làm gì có người thường nào vào nơi rừng núi hoang vu thế này đánh cờ. Chắc chắn đó là tiên rồi. Chúng ta không nhìn nhầm đâu. Anh xem, những nước cờ vô cùng kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thấy. Ừ nhỉ, thế cờ khó thật. Chúng ta thử gỡ xem nào. Ở đây còn có cả một con vẹt nữa. Hả? Con vẹt có thể đánh cờ? Thật không thể tin được. Thậm chí nó còn có thể giải được thế cờ mà chúng ta không thể giải được. Chắc chắn nó đã học được thuật cờ từ các tiên ông rồi. Con vẹt này đúng là của quý hiếm. Ta sẽ kiếm được không ít tiền từ nó đây. Ông ba, ông đi đâu mà hối hả thế? Tôi nghe nói thôn mình có một con vẹt học được thuật cờ của tiên nhân nên có khả năng đánh cờ siêu phàm. Mọi người đang tới để thử sức đấu cờ với nó đây, mà chưa ai địch được cả. Con vẹt mà có thể đánh cờ ư? Tôi cũng muốn đi xem sao. Con vẹt biết chơi cờ ư? Vị nào muốn tỉ thí cờ cùng chú vẹt tài năng của tôi thì hãy bỏ vào đây 10 xu. Dẹp đường. Nghe nói nhà ngươi có con vẹt thần kỳ lắm phải không? Dạ vâng thưa quan trưởng. Ngài có muốn tỉ thí với nó một ván cờ không ạ? Con vẹt này giờ sẽ là của ta. Ta muốn tỉ thí với nó lúc nào cũng được. Con vẹt thần kỳ như vậy, ta sẽ dâng lên đức vua. Chắc chắn ta sẽ được thăng quan tiến chức. Kính thưa đức vua, thần xin biếu tặng đức vua một chú vẹt. Chú vẹt này là một siêu cao thủ cờ. Hiện chưa có đối thủ nào địch được thưa đức vua. Một con vẹt có khả năng đánh cờ lại không có đối thủ ư? Nghe phi lý quá nhỉ. Dạ, thần đảm bảo con vẹt này là con vẹt có một không hai. Đã có rất nhiều cao thủ đấu cờ thử tranh tài với nó nhưng đều bị nó đánh bại. Không tin đức vua có thể mở cuộc tranh tài. Thần đảm bảo khả năng hiếm có của con vẹt này sẽ không làm đức vua thất vọng đâu ạ. Loa, đức vua mở cuộc tranh tài chọn ra cao thủ cờ trong thiên hạ. Nếu ai có thể đánh bại được cao thủ cờ vẹt xanh của đức vua, người đó sẽ được phong thiên hạ đệ nhất cờ và được phần thưởng xứng đáng. Loa. Đấu cờ với một chú vẹt hay đấy nhỉ? Chúng ta thử xem, biết đâu lại có thể giành được thưởng lớn. Dạ, con vẹt mới giỏi làm sao? Mọi cao thủ cờ trong thiên hạ đều bị con vẹt đánh bại rồi. Đến cả danh tướng cờ của ta cũng không thể đánh bại được. Chả nhẽ con vẹt này không có đối thủ thật ư? Dạ thưa đức vua, thần xin được đấu cờ với chú vẹt của đức vua. Chàng trai trẻ, ngươi tự tin có thể đánh bại được chú vẹt chứ? Ngươi có biết là tất cả các cao thủ cờ trong thiên hạ đã tập trung ở đây đều không thể thắng. Đến cả quan văn võ tướng của ta cũng vậy. Dạ, thần tự tin ạ. Chỉ xin đức vua hãy cấp cho thần một mâm trái cây cùng các loại hạt ngũ cốc. Được, nhà ngươi cần những thứ đó để làm gì? Dạ,
đức vua sẽ biết kết quả trong chốc lát thôi ạ. Tuyệt vời, cậu ấy là người duy nhất đánh bại được con vẹt. Khá khen cho chàng trai trẻ. Dạ thưa đức vua, quá khen. Thần chỉ suy nghĩ đơn giản rằng kỹ thuật không thể quyết định tất cả, mà quan trọng phải nắm được điểm yếu của đối phương. Người cao siêu đến đâu, nếu bị lợi ích trước mắt dụ dỗ, không chuyên tâm nhất trí thì sẽ rất dễ bị đánh bại. Người còn trẻ mà đã nghĩ được như vậy, thật xứng đáng là thiên hạ đệ nhất cờ của vương quốc này. Đội ơn đức vua. Chiếc chân mèo. Tấm vải này mềm mịn quá nhỉ? Phải đấy, hôm nay tôi phải lựa tấm này về may áo mới được. Vâng, còn nhiều loại vải mới lắm. Mời các cô vào xem hàng. Bốn anh em các anh thật khiến chúng tôi ngưỡng mộ quá. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể làm chủ một cửa hàng như thế này. Chúc các anh buôn may bán đắt. Ôi, cảm ơn các cô nhé. Mong các cô sẽ đến mua ủng hộ cửa hàng chúng tôi dài dài. Trời ơi, chuột cắn rách vải rồi. Phải tìm cách tiêu diệt chúng mới được các anh ạ. Em Út nói đúng đấy. Chú Ba, chú xem thế nào. Lũ chuột đáng ghét. Anh Cả, anh nghĩ cách diệt chúng đi. Sao lại là tôi? Cửa hàng là bốn anh em mình, chứ không phải của riêng tôi đâu. Rõ thật là. Theo em, ta mua một con mèo về cho nó bắt chuột là xong. Phải đấy. Con mèo này rất quý, hiếm có trên đời. Nó thuộc vào hạng sát thủ. Nó mà đã ra tay thì không một con chuột nào thoát được. Nhưng chăm nó cũng rất cầu kỳ đó ngàn. Chỉ cần nó bắt chuột giỏi là được. Điểm đặc biệt của con mèo này nằm ở bốn cái chân. Đây là một giống mèo quý. Hai chân trước to, hai chân sau khỏe. 18 ngón đều có móng sắc và cong. Bốn bàn chân của nó phải được chăm sóc thật kỹ lưỡng, vệ sinh, xoa bóp hàng ngày. Như thế nó có thể nhảy vồ được những con chuột cách xa cả thước. Chà, xa cả thước. Vậy chúng tôi yên tâm rồi. Chúng tôi lấy con mèo này. Con mèo giỏi thật đấy. Em Út, em chăm sóc nó cẩn thận nhé. Hôm qua em bóp chân cho nó rồi mà. Còn em, hôm kia em vừa tắm rửa cho nó đấy. Em cũng mới chăm sóc cho nó rồi. Hôm nay đến phiên anh Cả. Sao nhanh đến lượt thế nhỉ? Thế ai mà nhớ được? Giờ tôi nghĩ thế này cho công bằng. Và để đảm bảo bốn chiếc chân của con mèo này được chăm sóc tốt nhất, chúng ta bốn người chia nhau, mỗi người sẽ chăm sóc một chân của con mèo. Ai chăm sóc chân nào sẽ phải chịu trách nhiệm với cái chân đó. Các chú đồng ý không? Anh Cả nói đúng đấy. Em đồng ý. Em cũng đồng ý. Giỏi lắm. Quả không hổ danh mèo quý. Ôi, nó bị thương rồi. Mình phải băng bó cho nó mới được. Không được, đâu phải việc của mình. Đây là cái chân mà anh Cả chăm sóc mà. Cứ kệ nó, đợi đến khi nào anh Cả về, anh ấy khắc băng bó lại. Làm sao mà con mèo bị thương như thế này chú Út? Em không biết, chắc nó đi nghịch ở đâu nên bị thương thôi. Chú Ba, chú băng bó chân con mèo đi. Sao lại là em? Chiếc chân ấy là anh Cả chăm sóc cơ mà. Cứ để anh Cả về rồi chăm sóc nó. Ừ, chú nói cũng đúng. Trách nhiệm của ai thì người ấy tự làm. Anh hai ơi, con mèo đã bỏ ăn mấy hôm nay rồi. Hay ta băng bó vết thương rồi bôi thuốc cho nó. Em sợ nó. Hey, chú đừng lo, chiều nay anh Cả về rồi, anh ấy sẽ băng bó cho nó. Mèo nó sống dai lắm. Công việc vẫn tiến triển tốt chứ các chú? Anh đã lấy hàng về rồi đấy hả? Mấy hôm nay đông khách lắm anh ạ. Ừ, thế thì tốt quá. À, con mèo đâu rồi? Các chú vẫn chăm sóc nó tốt chứ? Mấy hôm trước nó bị thương ở chân trước, là chân anh chăm sóc nên đang bị ốm nằm ở trong nhà ấy. Hả? Cái gì? Đâu ra lắm chuột thế này? Con mèo quý đâu rồi? Trời ơi, con mèo chết rồi. Sao lại thế này?
Nó bị thương ở chân. Giá mà anh cả về sớm để chăm cái chân của anh thì nó đã không chết. Cái gì? Tôi đi vắng thì các chú phải chăm nó thay tôi chứ. Bao nhiêu tiền mới mua được con mèo quý? Thế mà là tại các chú. Sao lại đổ lỗi vớ vẩn thế được? Đúng, đúng, tại anh. Cái chân đó thuộc trách nhiệm của anh mà. Võ sĩ giấy mèn. Sao lại chán thế này cơ chứ? Chẳng có trò gì chơi cả. Tiến lên nào, chiến đi. Tiến lên nào. Tiếng ồn ở đâu thế nhỉ? Tiến lên, chiến đi. Nào, chiến đi. Cố lên, cố lên. Hạ gục nó đi. Kìa, phòng thủ. Đúng rồi, tấn công đi. Tuyệt quá, thắng rồi. Một trận chiến vô cùng căng thẳng đã kết thúc bằng một cú knock out tuyệt vời. Mi giỏi lắm, ta sẽ có thưởng. Chà, cậu ấy thật sướng. Mang danh võ sĩ thượng hạng, được thiết đãi và chăm sóc cẩn thận. Mình cũng muốn trở thành võ sĩ giống như cậu ấy. Úi, dây trũi đấy à? Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ nói cậu nghe này, tớ đang có một dự định mới. Tớ sẽ trở thành một võ sĩ. Gì cơ? Võ sĩ ư? Đúng vậy, chỉ cần chiến đấu vài trận thôi là danh của tớ sẽ nổi như cồn. Không được đâu giấy mèn ơi, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chiến đấu vài trận chỉ giống như tập thể dục thôi, mà được ăn ngon sung sướng cả ngày, không phải lo đi kiếm ăn nữa, có gì nguy hiểm đâu. Tớ chính là một võ sĩ giấy mèn. Không được, cậu hãy nghe lời tớ đi. Tớ quyết rồi, cậu đừng ngăn cản tớ. Ta phải thành võ sĩ, thành võ sĩ. Tớ chưa bắt được con dế nào cả. Tớ bắt được một con rồi, để tớ cùng cậu tìm nhé. Cơ hội đây rồi. Ở kia có một con dế rất to kìa. Bắt được mày rồi nhé. Một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Yeah. Hãy chờ đón những miếng vỏ của võ sĩ thượng hạng ta đây. Nạn nhân thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa. Tranh thủ mà tận hưởng đi nhé cậu bé. Mày phải giữ sức chuẩn bị cho cuộc chiến với đệ nhất giấy chọi đấy nhé. Giấy mèn, giấy trũi, sao cậu ở đây? Tớ tới để giải thoát cho cậu nè. Sao phải giải thoát? Tớ ở đây đang rất tốt, ngày ngày được đi chiến đấu, giành được vinh quang mà. Thậm chí sắp tới, tớ còn chiến đấu với đệ nhất giấy chọi, dự kiến là một trận chiến rất kịch tính, ai ai cũng mong chờ trận chiến này hết. Cậu có biết đệ nhất giấy chọi là ai không hả? Hắn vô cùng ghê gớm và tàn ác. Ai rơi vào tay của hắn cũng không còn đường sống. Tớ còn không lo thì cậu lo gì chứ? Chính vì hắn như vậy nên tớ càng muốn chiến đấu. Nếu tớ thắng được hắn thì tớ sẽ là đệ nhất. Lúc đó tớ muốn gì mà chẳng được. Nhưng mà... Thôi cậu đừng nói nữa, cậu về đi. Tớ sẽ không thay đổi đâu. Trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Thằng oắt mới lớn. Để xem ngươi có tài cán gì nào. Tưởng cu cậu thế nào. Đệ nhất thắng rồi, thắng rồi. Đúng là cái đồ vô tích sự. Giờ mình đã thành kẻ vô tích sự rồi sao? Giấy trũi nói đúng. Chốn này không phải dành cho mình. Vinh quang ở đây chỉ là sự hào nhoáng. Chạy theo sự hào nhoáng hư danh, rốt cuộc chỉ là làm hại thân thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.